Rồi, xin chào cả nhà đã đến với series đặc sản quê mình. Hôm nay Băng sẽ mời cả nhà mình vào bếp để làm một cái món, đó là món ruột khìa nước dừa nha cả nhà. Rồi, gia vị để mình làm cái món ruột khìa nước dừa thì Băng có chuẩn bị nè: một ít đường, hạt nêm, bột ngọt, nước mắm, tỏi, ớt, chanh và phần nước tương. Bây giờ Băng sẽ bầm tỏi để mình ướp vô bằng ruột nha cả nhà. Rồi, sau khi bầm tỏi xong thì Băng bầm luôn cái phần ớt này nè. Rồi bây giờ Băng sẽ tiến hành ướp cái phần ruột này để mình tiến hành mình khìa luôn nha. Rồi Băng sẽ cho hạt nêm nha, bột ngọt, rồi đường, rồi nước mắm, rồi phần tỏi, tỏi với lại ớt này Băng mới vừa băm xong nè, Băng cho vô hết luôn nha. Rồi, Băng dùng bao tay để Băng bóp cho nó đều nè, cho nó thấm gia vị ha. Rồi, bây giờ Băng để đây cho thấm ha. Rồi, mình sẽ chuẩn bị nổi lửa lên để mình khìa. Rồi, Băng phi tỏi vàng thơm rồi, Băng sẽ cho phần ruột vô để Băng khìa nha. Bây giờ Băng sẽ xào xăng cho nó thấm gia vị. Băng xào xăng rồi cho nó rút gia vị vô trong cái phần ruột, rồi Băng sẽ cho nước dừa vô nha. Nãy giờ mình ướp cũng khoảng tầm 20 phút rồi đó, thì cái phần ruột này nó cũng khá là thấm luôn. Nãy giờ Băng xào xăng cái ruột này nè, rồi nó cũng thấm một mớ gia vị vô trong đây rồi. Bây giờ Băng sẽ cho phần nước dừa vô ha. Rồi Băng cho nước dừa vô. Rồi bây giờ Băng sẽ canh lửa để cho cái nước dừa nó thấm vô trong ruột nè, rồi cho cái ruột mình nó mềm đó, rồi thêm cái nồi sắc nó lên màu nữa là xong. Rồi trong thời gian chờ đợi cái nồi thịt khìa của mình nó sắc lại thì Băng sẽ đâm phần tỏi ớt để làm cái nước chấm ha. Băng đâm tỏi ớt ra để làm nước tương tỏi ớt chanh đường. Rồi Băng sẽ cho tỏi ớt vô trong đây. Phần tỏi ớt này thì Băng có dằn một xíu đường vô trong này nè, để mà khi Băng nặng trái chanh vô, nửa trái chanh vô, nó tạo cái độ chua chua, ngọt ngọt, thanh thanh để mình chấm với lại ruột. Ruột thì ruột khìa nó có cái vị ngọt này, mình chấm vô có cái độ chua chua á, nó rất là đỡ ngán và rất là ngon. Rồi trong thời gian chờ đợi thì Băng cũng sẽ tách cái phần xoài này ra luôn nha. Rồi rất là giòn luôn. Xoài này là xoài non mà người ta vừa chiết ra đó, vừa bẻ xuống đó, cho nên nó rất là giòn luôn á. Bây giờ Băng khìa thì cũng khoảng tầm 30 phút thì nó sắc lại rồi nè cả nhà. Cái gia vị thì Băng sẽ cho nhiều hơn những cái món ăn khác, cho nên nè, nó bắt đầu nó sấm kẹo lại nè, nó hơi lình lền rồi. Đây Băng đoán là Băng sẽ sên thêm khoảng 10 phút nữa là nó sẽ kẹo. Một xíu nữa đây là mình sẽ có được cái thành phẩm của món ruột khìa nha cả nhà. Nè, Băng cũng chở liên tục tại vì cái phần nước dừa nó sắc lại, nó có vị ngọt đó, rồi thêm cái gia vị đường Băng cho vô. Nhưng mà Băng không đảo như vậy nó sẽ bị khét đít á. Băng đảo liên tục như vậy nè. Rồi cái thành phẩm của mình xong rồi cả nhà ơi. Bây giờ nó cũng nguội rồi. Bây giờ Băng sẽ chuẩn bị để mình cắt ra dĩa để mình ăn cơm nha. Rồi Băng sẽ cắt ra nhỏ để mình ăn cơm. Cái này, cái khúc này là nó mới có mỡ nè, béo ngậy luôn. Tôi sẽ chấm vô một miếng nước tương chua chua ngọt ngọt ha. Bắt cơm lắm luôn món này nè. Rồi nãy giờ Băng cũng khìa ruột xong rồi, mời cả nhà ăn cơm với lại gia đình mình luôn nha. Rồi xin mời cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm, mời cả nhà ăn cơm nha. Bữa nay cái này thuộc dạng là đồ ăn cơm với lại cộng thêm là mồi bén luôn đó nghe. Giờ mình ăn thử một miếng này đi. Chấm vô nước tương tỏi ớt chanh đường nè. Thêm một miếng nữa. Cái ruột nó không quá mềm mà nó không quá dai, ăn nó còn độ giòn giòn ha. Mà thêm mình cho gia vị nhiều á, cái nó mặn mặn ngọt ngọt kẹo kẹo á, mặn mòi rất là vừa ăn luôn. Mình chấm vô nước tương á, nó có cái vị chua chua nhẹ nhẹ, nó gịch lại ăn nó không quá ngán.
Luật hôm nay thấy vừa ăn không Út? Vừa ăn nè. Cái món này ngon quá trời, đúng khẩu vị của mình luôn, cho hai miếng. Khi mà ăn kèm với rau thì nó có độ giòn giòn. Ăn với rau thì nó sẽ ăn được nhiều hơn. Trời nó không ngán. Rồi, gia đình mình xin hẹn cả nhà ở series đặc sản Nguyên Bình ở tập tiếp theo nha. Rồi, xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà.